Đây là một cái đoạn phim được người dân ngay tại thành phố Cà Mau gửi cho Buôn Hồ rằng mưa hơn 5 giờ đồng hồ đã ngập và người dân phải bơi xuồng giữa lòng. Hồi nãy mà chạy ngang cái đoạn đường Quận Ông Quận Nghiệp á, cái đoạn đường mà nó phải nói là nó ảnh không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dầm một cái trận mưa hơn 5 tiếng đồng hồ. Ở đây thì bây giờ triều cường nó lên rồi nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp đó. Và bây giờ thì các anh thợ hồ cũng khăn gói lên đường cùng với Bùi Hồ để mà vượt một cái chuyến hành trình hơn 200 km về Cà Mau. Lúc trước thì người Đồng Tháp lại đi xuống trong một cái chiếc xe ba gác hơn 10 tiếng đồng hồ. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại ba anh thợ hồ sẽ đi xuống Cà Mau bằng xe gắn máy. Đây là một hành trình khá là dài. Không biết là vợ con có la không mà hồi tối này ngủ không có được. Thành nữ là sáng mới 3 giờ là điện Bùi Hồ là phải đi sớm rồi. Chị có sửa túi năng xăng cho ảnh chưa? Có dặn dò gì không? Thôi bây giờ kiếm vợ Cà Mau cho ảnh luôn kìa. Dạ. Trời, người Cà Mau nghe buồn lắm. Thôi bây giờ mấy anh em mà đi ha. Dạ, rồi, khởi hành. Đoạn đường gian nan của cô bác quý anh chị. Tí xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ vì sao Bùi Hồ lại đi mà không để cho các anh tự đi. Thôi cô bác quý anh chị. Hôm qua thì Bùi Hồ cũng một cái hành trình khá là dài lanh quanh mấy cái tỉnh miền Tây á. Đây là đoạn đường đang làm nè. Làm cũng khá là lâu luôn nhưng vẫn còn như chưa có hoàn thành. Ây da, ây da. Do các anh phải cần cái chiếc xe để mà mua đồ đạc á cô bác cái gì, nên là nữ là các anh phải đem xe gắn máy xuống tận Cà Mau luôn. Khi giới trẻ đi phượt đó thì là một chuyện khá là bình thường. Cô bác quý anh chị có thấy là khi thợ hồ đi vượt miền Tây không? Đây là ban thợ hồ ở Đồng Tháp đi vượt đến Cà Mau. Lần đầu tiên thấy thợ hồ đi vượt á. Rồi vô đây uống cà phê nghỉ ngơi tí xíu rồi chạy tiếp ha. Dạ làm ly cà phê thôi là tỉnh à. Anh Hùng với lại anh Lớn. Rồi mệt không? Có gì đâu bình thường. Uống cà phê xong thì mấy anh em chạy một đoạn nữa nè cô bác quý anh chị. Từ chợ mới chạy đến đây hơn 30 cây. Bây giờ thì cũng đợi để qua một cái chiếc phà An Hòa. Sáng giờ có gì dặn dò gì không anh Hùng? Đâu có dặn gì đâu, đi bình thường. Dạ có nói ông đi dưới ông lo làm thôi, đừng lo nhìn tới nhìn lui không? Không, không có dặn vậy, nó cứ bình thường, nó không có gì đó. Đây là lần đầu tiên đi Cà Mau đúng không anh? Đúng rồi. Dạ con đi vòng vòng cũng nhiều nhưng mà đến đất mũi thì chưa đúng không? Chưa, đến mũi Cà Mau. Dạ. Anh Hợp đi ở đằng sau kìa, đúng không? Đây nè, cái này phải đặt một cái tiêu đề lần đầu tiên ba anh thợ hồ đi phượt. Đúng không? Mình giống như là tuổi trẻ đi phượt, hồi trẻ có đi phượt lần nào chưa? Cũng đi cũng tùm lum hết trơn chứ, đi tới Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đà Lạt đúng chứ. Nhưng mà lúc đó là đi với người yêu hay sao? Đi còn độc thân. Độc thân là đi với người yêu? Lúc đó chưa có người yêu, chưa có yêu. Vậy hả? Còn bây giờ đi với lại anh Lớn, ảnh ngồi ngoài sau mình chạy mình thấy buồn ngủ không? Được, đâu có gì đâu. Tí xíu nữa đây thì ghé quán cơm á, thì Bùi Hồ chia sẻ vì sao lại Bùi Hồ lại đi xe gắn máy cùng với các anh em ha. Rồi để cho cô bác anh chị hiểu luôn tại sao không chạy xe chiếc ô tô cho nó dễ. Thì phải đi xe gắn máy với các anh em thì vì cái chiếc xe gắn máy này đó, xuống dưới thì các anh sẽ dễ bề mua những cái vật liệu xây dựng á, rồi di chuyển nó cũng dễ hơn. Và Bùi Hồ phải dẫn đường xuống dưới để mà thuê nhà trọ cho các anh đó. Đây là cái con sông Hậu của cô bác anh chị. Còn bên đó là cái cù lao
Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng của thành phố Long Xuyên luôn. Đây là một cái con sông Hậu, con sông này cũng khá là lớn và người dân ở cặp cái con sông này đó ở An Giang đa số họ làm một cái nghề là nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là nuôi cá tra giặc, nuôi cá tra ở cái con sông ở miền Tây. Cô bác anh chị thấy đây là mùa nước nổi nè, một cái khi mà nước về như thế này thì lượng hải thủy hải sản cũng kéo về theo và người dân họ sống với cái nghề đánh bắt và đặc biệt ở miền Tây vào mùa này thì cá linh cũng khá là nhiều luôn. Đây là cái chiến phà mà Bùi Hồ cùng với các anh em sẽ sang sông nè. Đây là phà An Hòa. Nếu như ai ở miền Tây thì đa số muốn đến thành phố Long Xuyên hay Cần Thơ thì hoặc là về một số tỉnh khác thì thường đi cái con phà này. Khởi hành đi hơn 7 giờ thì chạy hơn 3 tiếng đồng hồ vì bây giờ các anh em chạy hơn 100 cây à. Có nghĩa là được nửa đoạn đường rồi đó anh Hộp. Sao không? Thấy sao không? Xa hả? Ba đâu? Cha đừng có chạy xe con lần nào chưa mà chạy chút hù hù chứ. Thật ra là không đi quen là đi này mệt lắm nha. Ông mình đi được xe cũng nhiều lắm mà đi chở 80 cây, 100 cây ngừng hả? Bây giờ là ngừng hợp lý chưa? Nhưng mà em chạy đằng sau anh là em thấy là thấy buồn cười lắm, để học sinh giỏi. Đây là cái cặp của anh Hợp này, cô bác anh chị nó có chữ là học sinh giỏi. Giống học rồi, nhìn giống học sinh lắm chứ bộ, học sinh sinh viên á. Chồng chơi vui với cô bác anh chị á, là trên cái đoạn đường nãy chút xíu nữa vì sao lại đi như thế này anh Hồng. Vui không? Đi như thế này thấy sao? Hợp lý không? Được, vui chứ không có gì đâu. Thấy có vất vả dữ không anh? Đi cứ biết cũng quen rồi mà hả? Ngày xưa giờ khi mà anh làm hồ á thì đi xa nhất là bao nhiêu cây số và làm bao lâu? Đi có chỗ Cạch Tớt Cần Thơ, Thốt Nốt Cần Thơ á, ở khoảng tháng mấy, 2 tháng. Dạ. Cái đó lâu hơn ha. Lâu. Nhưng mà cũng gần đúng không? Còn có đi đoạn đường này là xa nè. Dạ, trước giờ cũng chưa đi Cà Mau lần nào đúng không? Chưa. Tưởng tượng về vùng đất cuối bản đồ Việt Nam thấy sao? Tưởng tượng trong đầu á. Đi dưới mình cho biết cái cuối bản đồ Việt Nam của mình coi sao. Nghe có nghe nói bài Áo Mới Cà Mau không? Có chứ. Có hát được không? Không. Thông tin với cô bác anh chị là năm anh em đi trên 3 cái chiếc xe. Để vài ngày nữa đó khi mà anh Hợp á, ảnh đi lấy vật tư á, gọi vật tư hoặc là các anh em có đi uống cà phê khi mà Bùi Hồ với anh Một Đồng về á thì các anh cũng có chiếc phương tiện để mà di chuyển. Và cái đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là phải đi xe gắn máy cùng đồng hành như thế này á, là tại vì nếu như mà không có Google Map á, không chạy bằng bản đồ của Google Map á thì chắc là lâu hơn đúng không anh Hồng? Nếu như không có bản đồ rồi chạy hỏi đường lâu lắm. Rồi đi mình gần khoảng 50 cây đó, gần mình hỏi đường à. Dạ. Cây có hỏi đường. Tại vì rất là nhiều ngã ba ngã tư mà nếu như mà không chạy chung như thế này đó thì rất là khó luôn. Nên là nữ là các anh em phải bắt buộc là đem những cái chiếc xe từ Đồng Tháp xuống để mà cho nó tiện đi lại, anh Hợp mai mốt còn tiện đi lại nữa, còn lấy đồ lấy vật tư này kia đó. Rồi anh lớn tại sao buồn vậy, mới đi nhớ vợ rồi hả? Đâu có. Mày vậy? Rồi sáng vợ có dặn dò gì không? Dặn dò gì đâu, mình chưa mang thôi. Anh nhớ thì anh về với em thôi chứ anh đừng ở Cà Mau. Hành trình này là cũng lâu à, 10 ngày không anh Hợp? Tới 10 ngày. Tới 10 ngày ha. Không mua gió mình 10 ngày là xong. Xuống về máy đằng cho đỉnh mưa làm cho mau. Dạ mau về. Chắc có nhiều người thích đi xa vợ nữa là lại giấy cho mưa để làm cho lâu. Gì? Vậy. mấy anh em cũng ghé đây nghỉ để uống uống một ly nước rồi đi tiếp ha. Nói gì chứ mình đi mạng đâu vậy. Nè anh uống gì? Tâm luôn đúng không? Uống đi cho nó mát. Dạ, nói vậy chứ công việc mình cố gắng làm sao cho nó thuận lợi nhất ha. Mong sao đừng mưa gió, mấy ngày nay ở miền Tây là mưa quá trời luôn. Phải nói là mưa khủng khiếp. Chiều là mưa à, chưa tới 4 giờ là mưa rồi. Thông tin với cô bác quý anh chị thì năm anh em mình đi gồm 3 chiếc xe gắn máy. Thì thường thường năm anh em ta đi trên chiếc xe tăng mà đi xe gắn máy. Đúng đi à.
nên cái tiến độ thì nó cũng hơi lâu. Đó giờ có ăn đặc sản ở Cà Mau lần nào không anh, anh Lất? Có à, anh biết đặc sản Cà Mau là gì không? Tại mày nó mua về mà này kia ghẹ này kia đồ với mà cái con gì đó có ăn chứ không biết tên. Có ăn mà không biết. Đi với em nó làm đậu đi công á, leo làm đậu tháng mấy. Cà Mau nổi tiếng nhất là cua Cà Mau. Đó. Cà Mau không có ghẹ, ít ghẹ lắm, ghẹ là ở sông Đốc thôi. Còn ngay thành phố Cà Mau á thì đầm dơi rồi có cua, nuôi trồng nhiều. Cái cua Cà Mau chỗ chỗ nào mà ở Cà Mau để tượng trưng cái hình con cua đó. Dạ đúng rồi. Tôm. Hình hình con cua là bự như lớn, tôm nhỏ. Nhìn thấy cua. Ở dưới rau thì có bồn bồn với lại năng bột ăn ngon lắm. Thì đó có bồn bồn với bồn dưa gì đâu khó ăn gì mới có cái mút này. Chứ nó khó ăn quá. Thấy thấy ơi mông chưa? Ơi mông. Ơi mông. Tại vì lúc đi là nó 15.500. Hôm nay đi thì dụng cụ đồ nghề mình đem nhiều không anh Hợp? Cái bỉnh ban đầu là chặn nhẹ thôi, còn xuống dưới mua hết trơn độc. À, sớm em thấy thì anh chở phía sau lưng đó là cái kìm cái kéo gì phải không? Con cái kéo. Cái kéo cắt sắt. Kéo nhỏ cắt sắt thôi. Còn từ dưới lại cái bay đúng không anh? Len bằng xuống dưới mua hết. Còn len dưới lại mấy kia là mua hết. Bỏ lại. Cái nào quan trọng thì mình đem. Bán vật bán phế liệu. Thì đi mua. Dạ, những thước là ở dưới là mình cũng mua luôn. Chỉ có đem cái bay của mình thôi, bay với cái bàn trà thôi. Đó là đồ nghề chính rồi. Tốt chưa? Rồi. À, cô bác anh chị thấy vượt hơn 200 cây số để mà xuống Cà Mau cất nhà cho hoàn cảnh của bé Thú á. Thấy thương ghê á, cảnh cảnh này người ta tưởng đâu là hai anh này bị vợ đuổi. Nhưng mà thật ra là căn gối đi đến đây á là để cất nhà cho hoàn cảnh của bé Thú thôi. Còn anh Hợp chạy đằng sau chở thêm cái kìm kìa. À, anh một đồng quay cho anh Hợp ơi. Phải đi theo Google Maps chứ không ấy thì các anh cũng không có biết đường đâu. Cũng gần đến điểm ăn trưa chắc chạy khoảng 20-30 cây số nữa thì sẽ đến một cái nơi ăn trưa, thì lúc đó thì cũng được 2/3 đoạn đường rồi. Và hiện bây giờ là gần 1 giờ chứ không có ít đâu cô bác quý chị, gần 1 giờ sáng mấy anh ăn một dĩa cơm tấm thôi. Đây, cơm này ngon nè anh Hợp. À, cơm mấy anh em ghé ăn cơm trưa, bây giờ cũng gần 1 giờ rồi, gần cơm chiều luôn rồi. Ăn cơm canh chua với lại đồ kho. Ở đây có cá kèo với lại cá hú. Sáng giờ thì anh em di chuyển cũng này, 100 mấy chục cây rồi. Giờ đó bụng rồi. Đồ này tươi luôn. 5 người ăn. Tính theo phần người á. Cá kèo, cá hú. Đúng rồi. Này là bông xua đũa nha anh. Ở bông sao đâu xua đũa đúng không? Xua đũa. Nhìn ngon ha. Như là giá. Bông súng. Cái này có tay tượng nó thì ngon hơn ha. Mỗi người cái dĩa đó anh, mỗi người cái dĩa với cái chén. Anh muốn chấm muối thì chấm, còn anh muốn chấm nước mắm thì chấm. Mà chấm muối ngon hơn. Còn hơn 70 cây nữa. Giờ này mình ghé ăn hợp lý ha anh Hợp. Mấy giờ? Gần 1 giờ. Dạ rồi. Cái bữa cơm này mình gốc đó làm gì không? Gì kiểu 1 giờ hả? Gần 1 giờ. Chỉ là tới dưới 3 giờ. Dạ, giờ này hợp lý rồi, đói rồi. Mấy anh em mình cũng đói lắm rồi. Ồ, đây là ốc, ốc kho xả. Món này lâu ăn lắm rồi nè. Còn đây là vịt kho gừng. Trời ơi, ngon á, món này hấp dẫn á. Ồ, quá mới thấy cái món ốc kho sả này kìa. Ừ, ngon lắm. Quá ngon. Hôm nay ốc bu ốc mình anh. Còn anh Hợp anh nói ốc bu vàng á. Chủ quán nói anh Hợp nói nha chủ quán. Món này vịt kho gừng. Ngon quá, đồ xào. À, về đồ xào. Cái quán này là xe tải với là xe ô tô đậu nhiều là ăn sẽ ngon à. Cá kèo và cá hú. Đâu anh dạo canh cá lên nữa anh Hợp. Đây. Mời cô chú anh chị cùng dùng món miền Tây ha. Ngon ha. Cá hú là thuộc họ cá ba sa. Nhưng mà nó khác ha. Cá hú. Dạ. Ô thuộc họ cá tra. Cá da trơn. À, cũng cá da trơn.
đúng không? Nó chứa nhiều DHA lắm. Vất vả quá hả anh hả? Vất vả quá hả? Này đi phượt chính hiệu, nhưng mà đối với dân giới trẻ đi phượt á, ở ngoài sau là cái ba lô đựng những cái dụng cụ, còn đối với anh Hợp là này là ba cái đồ làm hồ không. Trời cái anh Hợp ơi. Ủa cái mặt nó sạch dữ không? Tím con không? Tím này. Tay nó giọt nữa. Thấy là nãy mà chạy ngang cái đoạn đường Quảng Hồn Phụng Hiệp á, cái đoạn đường mà nó phải nói là nó ảnh con. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi như con chuột lọt hết rồi cả nhà ơi. Đây là chạy vô luôn. Trời ơi. Sao tiếng môi hết đúng không? Đi thì em tắt một cái. Đúng rồi. Bây giờ có bị dân mất. Con mất hả? Ở đã mất không? Trời không chạy hay hả? Chạy hay hả? Ô con gắn chứ có hay thôi hả? Em nói là mọi người ghé đục hết rồi. Đúng không? Đúng không? Trời đỏ mất rồi. Dân gì mất đó. Anh một đồng thương ảnh anh để anh chạy nửa đường nhưng mà thôi. Hai ga hay vô. Đậu vô nước nữa. Còn 10 cây nữa bây giờ tính sao? Nghiệm trước đây. Chứ nhà sao vậy? Nó ra lần đầu tiên đi đây anh Hợp là lần đầu. Ôi, mắt đỏ hết trơn luôn kìa. Đây sao anh Hùng? Nước không đi thì vui lắm, không mưa. Lạnh lắm. Bữa nay là mưa khoảng 4 tiếng đúng không? Từ ngày lúc ăn cơm là mưa luôn. Lúc ăn cơm là mưa dắt từ bò mà thôi. Ngọt và mấy tới giờ. Mới thấy là chạy là tầm khoảng 100 cây số nhưng mà trời không tạnh mưa luôn á. Mà mưa lúc đoạn đường mà ngang cái đoạn đường mới làm á, ngay chỗ cái cánh đồng á, trời ơi, một là xe tải ha, nhìn ngược kia ngược thôi, hai là gió, đúng hết rồi, đúng hết rồi. Ông đâu có biết đường đâu, giờ sao có đường mà sao cứ bước như vậy? Thì cần cái này nè, cái áo ấy là cái này nè, con vô, lòn vô đây nè. Ở đây là chia những cái kỷ niệm nhật ký của anh em coi chơi à, cũng như là cho cô bác anh chị biết luôn là đoạn đường di chuyển 200 km từ thành 200 rồi đó thầy 200 rồi, hơn 200 rồi, từ Đồng Tháp cho tới Cà Mau á, nó vừa xa vừa mưa gió thì nó như thế nào, cho ở đây không có than thở gì đây tự nghe và lạnh lắm cô bác anh chị. 210 mấy cây đó nghe anh, 210 mấy cây đó cô bác anh chị thấy không, 100 km đường xấu và 100 km là đường mưa. Rồi trên này bây giờ là áo mưa này không còn là áo mưa, đó là áo chống lạnh rồi, chứ nó không còn là áo chống nước nữa. Tại vì ở trong này nè nước như một con chuột luôn rồi. Nếu nghe mấy ông mà thấy cái hồi dân cho bất kỳ hỗn nổ rồi bắt đầu nghe đó cái này anh còn có cái giữ ấm ấm, còn có cái kéo ra cái vô mà em không có kéo được. Sao bữa nay giờ chắc dạ coi được đạo lý thì sốc dữ à. Khi mà đục mưa khoảng 5 phút thì chạy thêm 10 cây số nữa thì các anh em đang có mặt tại nhà trọ nè cô bác anh chị. Đây là cái anh nhà trọ ở đây thì mỗi một đêm là 150 150.000 đồng cho một đêm. Thôi bây giờ vô anh. Sao rồi, cái cảm giác sao rồi anh Hợp ơi? Quá mua rồi. Dạ. Quá trời mua rồi, 400 tiếng hồ rồi. Sao thấy vất vả dữ rồi? Thôi vất vả có vất vả mà tới trọ cũng mừng. Vô tắm đi mình như con chuột lột rồi. Đi ha, hai vòng đi ha. Quá khó chịu rồi. Con mắt anh có đỏ không được ơi? Đỏ rồi. Đâu? Cảm giác như lần Cà Mau đi lần nhớ đời đúng không? Đây là anh Hùng như cô bác anh chị. Tới Cà Mau thấy vui không? Tới được im mà phải. À, anh nêu cái đoạn đường là bao nhiêu km, bao nhiêu tiếng? Chắc khoảng 230, gần 230. Chạy bao nhiêu tiếng? Thì đi dắt 7 giờ tới giờ đó. Bây giờ mấy giờ rồi? Mới 4 giờ 20 rồi.
Tới giờ cơm chiều luôn rồi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nói chung là cực khổ lắm cô bác anh chị. Cực khổ nghiệp cho mấy anh thợ. Còn bên đây là anh lớn nè. Anh lớn ơi, lần đầu xuống Cà Mau đây thì sao rồi? Cũng được rồi, vui. Đi cái bây giờ mưa lạnh muốn hết lớn luôn đúng không? Quá vậy. Bây giờ thấy anh run không á? Mấy trên mặt nghe áo chứ không áo rồi, lạnh lắm chứ. À, lạnh lắm. Nhờ anh phủ áo mưa lên theo. Dạ. Chứ mưa mỏng chạy hào gió cũng đủ hết à. Ờ, mắt anh mà cô gọi muốn đỏ hả đúng không? Ờ sao núp vậy, nó dằn vô mắt không à. Rồi thôi vô tắm đi ha. Đây. Hành trình hơn 5 tiếng đồng hồ. Phải nói là gần 8-9 tiếng đồng hồ. Chia ra 2 chặng đường. 9 tiếng. Chia ra 2 chặng đường, một chặng đường là đường khô gáo. Tuy nhiên á là đường xấu, chặng đường thứ hai là đường quảng lộ lộ Phụng Hiệp á thì nó trơn tru hơn tí xíu, mưa gió lớn quá cơ bác anh chị. Vất vả, nói chung là vất vả cho các anh thợ nghiệp, cho các anh thợ. Và Bùi Hồ với lại anh Một Đồng á thì cũng đi quen rồi. Những cảnh như thế này nó cũng không có gì là khó khăn lắm. Để chia sẻ hành trình này cho cô bác với anh chị biết khi mà đi về đến Cà Mau nó gian nan như thế nào. Nhưng các anh em sẽ cố gắng hỗ trợ cho gia đình của chị Dứa cũng như là mẹ bé Tú á được một cái căn nhà nó cúng hơn, đỡ lành lẽo hơn. Và đặc biệt là nó là nơi sinh hoạt cho cả gia đình cô bác anh chị. Nói ra đây thì không phải là chỉ có bao nhiêu đó, mà kể rằng là kể lễ rằng là than thở rằng là đã chịu gian chịu khó, có những người người ta cực hơn. Ở đây thì Bùi Hồ không có kể rằng là mình quá cực khổ so với mọi người khác, nhưng mà mình cảm thấy mình được may mắn hơn nhiều người. Mình còn đi tới đi lui được, mình còn có thể sức khỏe đi gặp gỡ nhiều người hơn. Đó là một trong những cái kỷ niệm đáng nhớ để các anh em chia sẻ với cô bác quý anh chị. Vì biết đâu rằng mình mưa mình chỉ chịu lạnh tí xíu thôi, còn ngoài kia có những người lại bán vé số. Hôm nay mưa như thế này họ bán không được thì cuộc sống sẽ ra sao, chẳng hạn như chị Dứa đúng không anh Một Đồng? Mưa từ 12 giờ đến giờ luôn cô bác quý anh chị, gần 5 tiếng đồng hồ. Lượng mưa rất là nặng hạt luôn. Và phải nói là một cái áo, mặc áo mưa nó không còn là một cái chiếc áo chống nước nữa, mà nó trở thành một chiếc áo chống lạnh cho cả mấy anh em. Mà áo bây giờ nó ướt hết luôn à. Mấy anh này là dạ là thấy là thương lắm, thương như vất vả. Anh Đồng nói một chút xíu gì à? Anh nói một chút xíu gì cho cô bác các vị nghe. Thật ra thì đây là lần đầu tiên đó cả nhà, mình cùng Bùi Hồ đi cái quãng đường khá là xa thì phải dầm mưa. Thật ra thì các anh em cũng muốn đục mưa để cho tạnh, để di chuyển thì thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là nó không có lạnh nè. Nhưng mà nếu mà mình đục mưa thì sẽ bị trễ nải những cái tiến độ của các anh thợ làm nè. Ba lô cũng mặc áo mưa luôn. Mà thậm chí điện thoại cũng phải mang áo mưa luôn. Cố gắng đi kịp xuống đây để mà các anh thợ nè cả nhà, rồi kêu cát đá để ngày mai khởi công. Cho nên mới cố gắng đi trong đám mưa luôn. Bây giờ thì có lẽ ngày mai chắc Bùi Hồ bệnh luôn rồi, cảm luôn rồi. Khó chịu quá. Giờ này thấy mặt đơ lắm rồi đó. Sao rồi, nhắm cô mắt em đỏ chưa? Đỏ, đỏ nhiều lắm. Quá đỏ không luôn. Không có mang kiến. Mắt nó ơi luôn rồi. Nước bây giờ ở dưới này á là nó cao lên nhiêu rồi. Cao lên nhiêu rồi cô bác anh chị. Đó. Quần bây giờ đó, quần ướt luôn. Đôi dép thì mới mua qua 50 ngàn thôi. Mấy anh em mua để mặc đi mưa, mang giày là chắc bây giờ tiêu luôn. Thôi thì bây giờ cũng chiều muộn rồi, kết thúc một hành trình. Dự định các anh em sẽ đến đây chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết được về cái cuộc sống của mẹ bé Tú trước khi khởi công á. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây các anh thợ cũng khá là mệt. Và Bùi Hồ cùng với các anh sẽ đi ăn tối hay cô bác quý anh chị, cũng như là cho các anh tắm rửa. Cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chỉ như mong rằng cô bác quý anh chị sẽ cho các anh em một lượt chia sẻ, một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Đó là động lực để các anh em tìm đến những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Còn ngày mai này thì sẽ khởi công.
để mà chuẩn bị xây nhà. Ngày hôm nay thì nhận được một tin là ba của bé Tú, là mẹ của, là ba của Tú á, là anh Thích á, một cái tin cũng khá là đau. Thì các anh em sẽ chia sẻ clip sau, coi quen anh Hợp cái đi anh rồi mình kết thúc clip ha. Có gì anh Hợp? Người ta đi ngang, người ta nói sao anh U50 mà anh còn đi phượt, là sao anh Hợp? Sao cười? Đâu? Đi phượt mà đem theo gì vậy? Đúng rồi. Ở trong đó là mấy cây kéo cắt sắt đó cô bác anh chị, để mà bô đúng không anh Hợp? Rồi đem theo mấy cây gì? Mũ rồi đấy, đậy xi măng đây đâu. Mũ để đậy xi măng rồi thôi, chứ không đem gì nhiều á. Hả? Mua đồ đây hết đúng không? Chỉ đem theo cái bay, cái bàn trà thôi, còn như thước đồ mua đồ ở đây hết. Còn không ấy là tơ mơ bữa cùng. Thôi các anh, thôi xin chào và hẹn gặp lại cô bác với anh chị ở clip sau ha. Chia sẻ một cái nhật ký từ Đồng Tháp về Cà Mau của các anh Hợ lần đầu nhớ đời luôn. Và bây giờ thì hành trình Cà Mau cũng khá là xa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ha.